Chiều ngày 19 tháng 5, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Vũ Quang tổ chức hội thi bé mầm non kể chuyện Bác Hồ Kính Yêu năm học 2021-2022. Hội thi có sự tham gia của 12 đội đến từ 12 trường trên toàn huyện. Tham dự có đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Bùi Khắc Bằng, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Ban tuyên giáo huyện ủy, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện. Bằng chất giọng hồn nhiên truyền cảm, các bé mầm non ở Vũ Quang đã mang đến hội thi những câu chuyện cảm động, sâu lắng về tình cảm của Bác Hồ Kính Yêu dành cho các cháu thiếu niên nhi đồng cho các chiến sĩ, cho người nghèo, tạo ấn tượng tốt đẹp và mang tính giáo dục cao. Mỗi câu chuyện về Bác Hồ kính yêu đã được các đội đầu tư kỹ lưỡng về trang phục, đạo cụ, diễn viên tham gia và đã chọn nhiều câu chuyện hết sức cảm động như Bác chỉ muốn các cháu được học hành, Bác Hồ thăm vườn hoa nghìn việc tốt, quả tàu Bác Hồ, Bác Hồ đến với các cháu mồ côi ở trại Kim Đồng, vân vân. Những câu chuyện mang nhiều cảm xúc sâu lắng khác nhau nhưng đều trang chứa một tình cảm thiêng liêng của các bé mầm non vũ quang với Bác Hồ những câu chuyện được kể đã làm nổi bật đức hy sinh lòng yêu nước thương dân vô hạn lối sống giản dị của bác hồ từ trong câu chuyện đã rút ra những bài học lớn về tấm gương đạo đức hồ chí minh rút ra bài học trong cuộc sống hôm nay đối với mọi người giúp các cháu hiểu một cách sâu sắc về bác hồ kính yêu và bước đầu hình thành ý thức học tập đạo đức nhân cách của bác đảm bảo mục tiêu giáo dục mầm non giúp trẻ phát triển toàn diện về đức trí thể mỹ Hội thi đã diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19 tháng 5 và 175 năm ngày sinh Đỉnh Nguyên tiến sĩ Phan Đình Phùng. Qua đó tạo điều kiện cho các thí sinh được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và rèn luyện kỹ năng mạnh dạn, tự tin, tính nhanh nhẹn trong việc tham gia các hoạt động tập thể. Qua đó tạo điều kiện cho các thí sinh được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và rèn luyện kỹ năng mạnh dạn, tự tin, tính nhanh nhẹn trong việc tham gia các hoạt động tập thể đồng thời trở thành đợt sinh hoạt chính trị tuyên truyền sâu rộng trong toàn xã hội việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đưa phong trào kể chuyện và học bác trở thành một hoạt động thường xuyên, hiệu quả trong mỗi nhà trường ở huyện miền núi Vũ Quang. Sau một buổi diễn ra sôi nổi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho trường mầm non Hương Thọ, giải nhì mầm non thị trấn Vũ Quang, mầm non Đức Lĩnh và Hương Minh, trao 4 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các đội trường mầm non khác.